việc thì nói chung là tham gia vào trong cái việc xây dựng cái chính sách đổi mới, chuyển hướng một nền kinh tế bao cấp tập trung thành ra một nền kinh tế thị trường. Thì tất cả những việc đó cũng đã làm từ những đầu năm 80, và những cái góp ý tôi đưa ra thì cũng được các vị lãnh đạo đem ra thí điểm, ví dụ như là ông Kiệt, Sáu Văn hay là anh Mười Cúc, Nguyễn Văn Linh ở Trung Nam. Hồi đấy đầu năm 80 thì những cái ý kiến mà tôi đưa ra về vấn đề quản lý xí nghiệp phải tách ra khỏi cái quản lý chính trị, ví dụ như vậy, hay là bố trí nhân sự như thế nào để những người nào có được cái khả năng gì thì làm việc ấy, chứ đừng bảo người thợ may đi đóng giày, đừng bảo người thợ giày đi may áo thì như vậy là không có kết quả được, vân vân. Thì những cái đấy thì các anh cũng đem ra thí điểm ở trong Sài Gòn và đạt được những kết quả tốt. Thì năm 83 thì mấy anh họp nhau ở trên Đà Lạt để bàn về những các cái phương thức đổi mới kinh tế. Từ đó đến 85 thì mới ra ngoài Hà Nội mới có đại hội 6 vân vân, và sau đó anh Linh lên làm tổng bí thư. Thì trong 5 năm đầu là áp dụng những cái phương thức mới về chuyển đổi kinh tế. Và năm 91 thì là qua cái đại hội tiếp theo. Kỷ niệm 91 thì như bạn nói đấy, là cả cái thế giới xã hội chủ nghĩa bị đổ vỡ, Liên Xô tan rã và Liên bang Nga thì cắt viện trợ đối với Việt Nam. Thì các cái vị lãnh đạo nói thôi bây giờ anh Thành về Hà Nội một chuyến đi để cùng bàn với nhau coi thử là có những cái phương pháp nào để giải quyết cái vấn đề tài chính rất là khó khăn khúc mắc. Thì khi đó tôi về Hà Nội, nhưng mà về đấy không phải chỉ nói về vấn đề kinh tế tài chính không đâu. Khi về Hà Nội rồi thì các vị đưa ra nhiều cái khía cạnh khác, ví dụ như tôi gặp mà Bộ trưởng Phan Hiền, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Thì Phan Hiền mới đặt cho tôi cái vấn đề, anh Thành ơi bây giờ làm sao đây, từ cái vấn đề cơ chế về chính sách kinh tế nó là như vậy, nhưng mà về cái cơ chế một nhà nước pháp quyền là định hướng của đảng và nhà nước thì chúng tôi cũng cần có được cái sự giúp đỡ. Vì vậy cho nên là anh Phan Hiền mới đặt cho tôi cái vấn đề, anh có sáng kiến gì ai giúp đỡ cho ta được chuyển đổi từ một cái cơ chế gọi là chuyên chế vô sản thành ra một nhà nước pháp quyền. Thì cái việc đấy là cái việc mà tôi cũng góp phần vào trong cái việc đấy, thì cũng vui lắm. Từ cái chuyện này nó dẫn qua chuyện khác nha. Rồi ví dụ như là từ đấy thì trở về bên Mỹ mà nói bây giờ phải nói làm sao cho chính phủ Mỹ có thể giúp cho ta được cái gì về cái vấn đề này, kinh tế cũng như là về vấn đề nhà nước pháp quyền. Thì tôi về bên Mỹ gặp lại những bạn cũ ở trong Bộ Ngoại giao cũng như bên Nhà Trắng, đặt ra cái vấn đề thì các bạn trả lời rằng Mr. Bui về cái vấn đề mà viện trợ cho Việt Nam thì ông đã qua cái viện trợ ở trong Nam rồi, ông biết cái viện trợ mà song phương là nó không có đưa đến được cái lợi ích gì. Vì vậy cho nên trong vấn đề này tôi đề nghị anh nói với lại chính phủ Việt Nam nên làm việc qua cái hệ thống đa phương, tức là nói chuyện với Ngân hàng Thế giới á. Trong Ngân hàng Thế giới chúng tôi sẽ góp phần 40%, mà nếu Ngân hàng Thế giới đưa ra cái đề xuất viện trợ cho Việt Nam thì chính phủ Mỹ sẽ ủng hộ. Nhưng mà bây giờ chính phủ Mỹ ra Quốc hội Mỹ mà xin viện trợ cho Việt Nam thì chắc chắn là không được rồi, và cũng không có hiệu quả, ví dụ như vậy. Thì sau đó là nhà nước ta đi quan hệ với Ngân hàng Thế giới và đặt vấn đề, thì Ngân hàng Thế giới có được cái sự ủng hộ gọi là yên lặng của chính phủ Mỹ, đằng sau thì bắt đầu cái vấn đề là mở ra cái quan hệ với Ngân hàng Thế giới, ví dụ như vậy. Hay là về vấn đề chủ quyền Việt Nam, trong khi đấy thì là quan hệ của chúng ta với lại Trung Quốc cũng hơi bị căng thẳng. Năm 91-92 thì có một công ty Mỹ, dầu lửa Mỹ tên là Creston, nó ký một hợp đồng với chính phủ Trung Quốc để khai thác một lô dầu khí ở Biển Đông. Thế thì ngay trên thềm lục địa của ta. Thế thì là một lúc như vậy là chính phủ Việt Nam phải đối mặt với một vấn đề liên quan tới hai siêu cường quốc. Một bên là công ty Mỹ, một bên là chính phủ Trung Quốc. Mà chủ quyền trên thềm lục địa của ta thì làm thế nào? Vì vậy cho nên ông Thủ tướng Võ Văn Kiệt có mời tôi vào trong vườn Bách Thảo một hôm ngồi nói chuyện
buổi đêm. Thế thì ngồi nói chuyện một hồi thì thủ tướng mới giao cho cái nhiệm vụ là anh về xem thử làm cách thế nào để bảo vệ cho chủ quyền của đất nước Việt Nam trên thềm lục địa. Vì theo thủ tướng Võ Văn Kiệt ấy, là chúng ta có 330.000 cây số vuông trên đất liền, nhưng chúng ta lại có là 1 triệu km vuông ở trên thềm lục địa, gấp 3 lần lãnh thổ. Và nước Việt Nam là một nước duyên hải, tương lai của Việt Nam là hướng ra đại dương. Thế thì cái vấn đề chủ quyền trên thềm lục địa rất là quan trọng. Thì sau khi thảo luận với lại Thủ tướng Võ Văn Kiệt thì tôi mới đề xuất ra cái vấn đề là chúng ta không có đủ lực lượng quân đội để mà đánh nhau với ai cả. Thì chúng ta phải dùng cái sức mạnh của luật pháp để mà bảo vệ cho chủ quyền đất nước. Thì như vậy là Thủ tướng Võ Văn Kiệt mới nói thôi bây giờ anh nghiên cứu vấn đề chủ quyền Việt Nam dựa trên cơ sở luật pháp. Thì tôi về tôi có trình bày lại với lại bên các bạn ở trong chính phủ Mỹ. Tôi nói bây giờ Việt Nam đương có cái vấn đề như vậy mà không có muốn có cái sự bất hòa với chính phủ Mỹ vì quyền lợi của một công ty Mỹ. Cho nên là chính phủ giao cho tôi cái nhiệm vụ nghiên cứu cơ sở luật pháp của chủ quyền Việt Nam trên thềm lục địa và chấp nhận cái luật chơi trên cơ sở luật pháp quốc tế. Thế thì chính phủ Mỹ có ủng hộ cho chính phủ Việt Nam hay không? Thì chính phủ Mỹ trả lời rằng là anh có thể trả lời với lại chính phủ Việt Nam là chúng ta chưa có quan hệ ngoại giao, nhưng mà về vấn đề này chúng tôi sẵn sàng làm những cái gì có thể được. Thì nói như vậy thì chúng tôi đặt ngay cái vấn đề là bây giờ chính phủ Việt Nam cần thuê một công ty Mỹ, một công ty luật của Mỹ để nghiên cứu cơ sở luật pháp của Việt Nam trên thềm lục địa, nhưng bị các ông cấm vận cho nên không thuê được. Thế thì bây giờ ông phải giải tỏa cấm vận cho chính phủ Việt Nam thuê một công ty luật của Mỹ làm cái việc này. Thế thì cái việc đấy thì Bộ Ngoại giao các bạn nói rằng chúng tôi không có quyết định được, nhưng phải xin ý kiến của Tổng thống. Thì sau đó không lâu là Tổng thống Mỹ trả lời rằng được, chính phủ Mỹ có thể giải quyết cái vấn đề giải tỏa cấm vận một phần để Việt Nam thuê công ty luật của Mỹ để nghiên cứu cái này. Thì những cái việc như vậy là những cái việc tôi đi lại từ Hà Nội bên Washington cũng như bề bên Pháp. Thế thì cuối cùng lại thì chúng ta có được cái hợp đồng với là một công ty luật ở Washington tên là Covington & Berlin. Thì năm 92-93 bắt đầu làm việc. Năm 95 thì cái nghiên cứu nó xong. Và khi có nối lại ngoại giao thì là cả hai chính phủ đều rất là thấy cái công trình nghiên cứu đó rất là có giá trị. Và từ đó đến nay là nhà nước Việt Nam cũng dựa trên cái cơ sở luật pháp đó để mà giải quyết vấn đề biên giới biển đối với Trung Quốc. Có nhiều những việc khác lắm. Nhưng mà có một vấn đề là ông được học về kinh tế tại một đất nước Mỹ. Vâng, vậy thì làm thế nào để áp dụng cái việc mình học cách mềm dẻo vào đất nước Việt Nam đang trong cái hoàn cảnh này? Tất cả những cái gì thì không thể nào mà áp dụng cái gì theo